lễ hội văn hóa truyền thống để quảng bá cũng như là giới thiệu đến các du khách là điểm đến thú vị trong những ngày cuối tuần, thì việc mang những cái bản sắc văn hóa vùng miền từ khắp mọi nơi trên cả nước về thủ đô Hà Nội cũng đang được ngành văn hóa của Hà Nội thực hiện trong thời gian gần đây. Đơn cử như Bình Phước là một địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ, nơi có đến 44 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó có những dân tộc đã sinh sống lâu đời từ vùng đất này như là Stin, Khmer, Mân-Ông hay là Châu Ro. Qua quá trình cộng cư lâu dài thì các cộng đồng dân cư đã sáng tạo ra nền văn hóa hết sức đa dạng, giàu bản sắc, đó là những nét rất đặc trưng của cư dân vùng đất Đông Nam Bộ. Vâng ạ, và ngày hôm qua thì những điều đặc biệt nhất, ấn tượng nhất của địa phương này đã được đưa đến và giới thiệu tại Bảo tàng Dân tộc học ở Hà Nội. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nền văn hóa này với phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Đây là điệu múa sa dăm của người Khmer tại Bình Phước. Trong bất kỳ lễ hội, sinh hoạt văn hóa của người Khmer, múa sa dăm luôn là món ăn tinh thần, không thể vắng mặt. Mọi người yêu thích vì sự vui nhộn, đặc sắc được tạo nên từ những nhạc cụ và động tác múa. Văn hóa cồng chiêng cũng được tái hiện trên sân khấu ngày hôm qua. Đối với người Sư Tiêng, cồng chiêng là thứ gắn bó với họ từ khi sinh ra cho đến khi chết đi một cách vô cùng mật thiết. Nếu như dàn nhạc có 5 chiếc cồng, thì những nhạc cụ khác đi theo cũng phải là 5 tương ứng như tù và 5 cái, đàn đinh tút 5 dây. Tiếng cồng chiêng của người Sư Tiêng ở Bình Phước có vẻ nhẹ nhàng, không sôi động, mạnh mẽ như cồng chiêng ở Tây Nguyên, tuy nhiên nó còn có những điều đặc biệt khác. Điều đặc biệt là nó hợp với cái tiết mục mà họ trình diễn. Tức là vừa trên diện kết hợp hội từ khen tu và đẩy đồng chiếc. Theo nhiều nhà nghiên cứu như ông Ca Bay Lăng thì ông chưa thấy về hình thức này ở Tây Nguyên bao giờ. Nhưng bây giờ có cái hình thức đó. Bên cạnh những màn trình diễn nghệ thuật rất là đặc trưng thì người dân Bình Phước ngày hôm nay còn giới thiệu đến đây nghệ thuật dệt thổ cẩm của người Stiêng. Bên cạnh tôi đây là chị Điểu Thị Sia, một người dệt thổ cẩm rất là giỏi của người Bình Phước và còn đang tiếp tục phát huy, duy trì và giữ gìn cái nghệ thuật này. Chào chị, thưa chị, làm đối với người dân Bình Phước ấy, đặc biệt là phụ nữ Bình Phước thì bắt đầu học dệt vải từ khi nào? Đối với người Sư Tiêng là người dân tộc sống tại tỉnh Bình Phước, con gái người Sư Tiêng là phải biết dệt từ lúc nhỏ. Một người mà dệt giỏi thì như chị chẳng hạn thì trong một tiếng sẽ dệt được một cái bao nhiêu vải dài khoảng bao nhiêu? Đối với một người dệt giỏi mà dệt gọi là thuần thạo, rất là nhanh tay rồi, hơn một tiếng chắc chắn dệt được chừng 20-30 tấc. Với những cái vải thổ cẩm như này thì bây giờ người Tiêng còn sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày hay không? Những hình hài dệt trên tấm thổ cẩm đó thì vẫn còn phù hợp. Tại vì những giá trị hoa văn đó chắc chắn nó sẽ giá trị vô giá. Để mà từ thế hệ ông bà tổ tiên để lại mà duy trì tới thế hệ sau. Nói đến văn hóa đặc trưng của một vùng đất thì chúng ta không thể bỏ qua ẩm thực của vùng đất đó. Và bên cạnh đó là gian hàng của người Khmer với rất nhiều những món ăn lạ tai như là lá nhíp, xào đoạn mây hoặc là bún nước lèo. Thế nhưng mà các cô các bác thì còn nói rằng là bánh cống mới là một món ăn đặc trưng và cần phải được mọi người biết đến nhiều nhất. Chào bác ạ, cho cháu hỏi là bánh cống thì được làm từ nguyên liệu nào ạ? Và cái bánh cống hay làm bằng nguyên liệu là gạo tẻ, và trong cái gạo tẻ mình ngâm rồi bắt đầu mình trộn với chung với là đậu nành để lấy cái độ giòn, và xong cái bắt đầu mình đập trứng, là trứng để có cái độ béo và cái cốt dừa. Đấy, còn phần ở trong nhân á thì là có là môn, đậu xanh, hành tím và tôm với là dinh thịt. Dinh thịt này là để độ ngọt, là tôm này để cho nó đẹp phía trên mà ăn là rất là giòn, rất là ngon. Thế bình thường là sử dụng bánh cống trong những dịp nào ạ? Dạ, cái dịp nào mà có lễ hội thì nói chung cái này là cũng như là cái món ăn hàng ngày. Nên lễ hội thì càng đông hơn, càng nhiều người làm hơn. Còn ngày bình thường thì là cũng có chợ hoặc nơi nào có gian hàng người ta cũng có bán để phục vụ hàng ngày. Thử xem món ăn một thì mềm mà có vẻ thơm mà khác với bột ở đây, không biết là họ làm bằng bột gì. Nhân thì nhân đậu xanh cũng bùi bùi, tôm cũng thơm. Khô
Không chỉ được thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, người đến với sự kiện có cơ hội được thưởng thức no nê các món ăn đặc sản của người Mường, người Khmer, người Sơ Tiêng, người Bình Phước và tham gia các trò chơi dân gian như bịt mắt đập dừa, tò má lẹ, ném bao, đẩy gậy. Tối ngày hôm qua, trong tiếng cồng chiêng và tiếng hát dân ca của các dân tộc, ban tổ chức đã đốt pháo hoa mừng năm mới. Sự kiện sẽ còn kéo dài đến ngày hôm nay, 25 tháng 2, và là một điểm đến thú vị cho ngày cuối tuần đối với người dân thủ đô.